Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm su su muối nhé. Để su su muối thì các bạn chuẩn bị cho mình hai quả su su này, một quả ớt sừng này và một quả ớt cay, một củ tỏi các bạn nhé. Bây giờ trước tiên thì ta sẽ đi gọt su su trước các bạn ạ. Su su thì các bạn nạo vỏ cho mình nhé. Thì để cho khỏi bị nhựa su su thì các bạn chuẩn bị cho mình một chậu nước. Và mình sẽ gọt su su trong chậu nước này thì nó sẽ không bị cái nhựa của su su nó bám vào tay ấy, các bạn ạ. Các bạn cắt bớt, cắt luôn cái đầu này đi. Để cho con ngâm vào nước này, nhựa su su nó sẽ ra nước luôn. Không có thì các bạn phải đi bao tay nhé. Không có, nó rất nhiều nhựa. Đây, các bạn chọn cho mình những quả su su còn non nhé. Vâng, tươi ngon thì mình muối nó sẽ ngon hơn là các bạn chọn những quả già nhé. Với cách muối su su này chỉ 2 đến 3 ngày là các bạn có thể ăn được rồi các bạn ạ. Các bạn gọt hết cho mình nhé. Thì các bạn xong khi nạo xong quả su su thì các bạn tẽ cho mình ra làm đôi nhé. Mình bỏ cái phần hạt bên trong đi các bạn ạ. Các bạn bỏ hết hạt nhé. Và sau đó thì các bạn bỏ hết những cái phần vỏ của nó còn lại nhé. Cho miếng su su của mình sạch để sau đó mình sẽ thái miếng các bạn nhé. Bây giờ các bạn thái su su cho mình nhé. Mình sẽ dùng dao thái hoa các bạn ạ. Các bạn bổ thành những miếng su su vừa phải cho mình nhé. Đây các bạn. Các bạn cho vào một cái tô cho mình nhé. Đây các bạn, sau khi mình thái xong su su đấy các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ cho một thìa muối vào để mình ướp các bạn nhé. Và các bạn cho một chút nước nữa. Mình sẽ ướp khoảng độ 30 phút các bạn nhé. Để cho muối nó ngấm vào su su các bạn ạ. Và trong lúc chờ đợi ấy, thì bây giờ mình sẽ đi thái ớt tỏi nhé. Để các bạn, ớt tỏi thì bây giờ mình sẽ thái ớt và thái tỏi ra. Bạn chuẩn bị cho mình một cái đĩa này. Đây là ớt sừng các bạn ạ, các bạn thái ra cho mình. Muốn có độ cay nữa thì mình sẽ cho thêm một quả ớt chỉ thiên các bạn nhé.
Rồi các bạn bóc cho mình tỏi. Các bạn sau khi mình thái được ớt tỏi xong rồi nhá, bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình một cái tô này để mình muối nhá. Thì mình sẽ cho nước này, nước đun sôi để nguội các bạn nhé. Độ 500 ml nước này. Và các bạn cho mình đường nữa này. Đây, các bạn cho mình đổ thìa canh đường nhé. Các bạn quấy tan đường lên cho mình. Sau đó mình sẽ cho giấm nữa các bạn ạ. Và các bạn cho mình cả giấm nhé các bạn nhé. Các bạn có thể cho giấm gạo, giấm hoa quả, một thìa canh giấm này nữa. Và các bạn cho ớt và tỏi vào để mình hòa tan đi. Sau khi hòa tan hỗn hợp này rồi các bạn nhé, thì bây giờ các bạn mình cũng ngâm được khoảng 30 phút su su trong nước muối rồi. Bây giờ các bạn đổ ra cho mình nhé. Mình sẽ đổ ra cái rổ. Đây các bạn, cái rổ xong rồi nhé. Và các bạn chuẩn bị cho mình một cái hũ thủy tinh nhé, để mình muối nhé. Đây, mình chuẩn bị một cái hũ thủy tinh sẵn đây rồi. Bây giờ các bạn cho su su vào cho mình. Cho hết su su vào nhé. Sau đó các bạn đổ cái hỗn hợp mình vừa pha lúc nãy các bạn ạ. Giờ mình cho hỗn hợp này vào. Cho làm phải ngập nước các bạn nhé. Đấy, độ 500 ml nước các bạn ạ. À. Và một thìa đường, một thìa giấm. Cái nước này các bạn có thể nếm chua chua, ngọt ngọt, cay cay là được, như kiểu nước chua ngọt là được các bạn nhé. Các bạn đậy kín lại cho mình nhé. Sau 2 ngày sau mình sẽ dở ra là sẽ có được dưa muối. Các bạn sau khi chúng ta để được 2 ngày các bạn nhé, thì bây giờ mình sẽ lấy su su ra để mình ăn nhé các bạn nhé. Với 2 ngày thì su su của mình sẽ chín và các bạn có thể ăn được. Tức là mình muối đã được nước rồi đấy các bạn ạ. Và su su của mình đã vàng rồi. Bây giờ các bạn gấp ra là các bạn có thể dùng cho bữa cơm gia đình thôi. Đây các bạn, sau khi mình muối được 2 ngày, bây giờ mình gấp ra đĩa để dùng cho bữa cơm gia đình các bạn nhé. Với cách muối su su chua ngọt như thế này, các bạn có thể muối cho gia đình nhà mình ăn cơm nhé, với những bữa cơm ngày hè các bạn ạ. Và rất đơn giản, thì các bạn chỉ cần su su và 2 quả su su. Với 2 quả su su và 1 quả ớt sừng và 1 quả ớt bình thường các bạn ạ. Và 1 thìa canh giấm và 1 thìa canh đường là các bạn đã có thể làm được một món su su muối cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Với cách muối này rất đơn giản, các bạn có thể dùng cho gia đình nhà mình có những các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Ẩm thực miền quê nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video mới nhất của mình nhé.